Hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội thảo khoa học PII định vị đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ và hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo dùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại sự kiện thành phố Cần Thơ công bố chỉ số đổi mới sáng tạo gọi tắt là chỉ số BII thành phố Cần Thơ năm 2023. Theo đó, thành phố Cần Thơ xếp thứ 5 với điểm số 49,66 và đầu ra đổi mới sáng tạo được xếp hạng thứ hai cả nước chỉ sau Hà Nội. Tại hội thảo, các chuyên gia phân tích thực trạng và đánh giá kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo dựa trên các chỉ số đổi mới sáng tạo của thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chính sách định hướng phù hợp cho việc phát triển chỉ số PII phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, qua việc công bố chỉ số BAI, thành phố muốn hướng đến các mục tiêu phân tích thực trạng và đánh giá kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, dựa trên các chỉ số đổi mới sáng tạo của thành phố Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long, chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế về đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chính sách định hướng phù hợp cho việc phát triển chỉ số BAI phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.